Mà ngươi có biết nếu như bị đập thì hậu quả nó sẽ như thế nào không hả? Con biết ạ, con hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bẩm báo đại nhân, con muốn kiện. Cưng muốn kiện gì? Lành quá à. Còn cô gái kia muốn kiện gì? Con với ba bạn kia đi ba. Khi tính tiền bill đem ra thì bạn nam kia kêu con là tính tiền giùm rồi về nhà bạn ấy chuyển khoản lại cho con. Nay một tuần rồi mà chưa chuyển khoản lại cho con. Vậy mà còn hủy kết bạn Facebook con nữa. Đúng là lộn cái bàn. Dạ. Thôi đừng khóc nữa, bao nhiêu anh chuyển lại cho nè. Anh tuy không giàu nhưng hay giúp người lắm. 187 cũ. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Lanh lắm, chuyển đi. Chuyện này là ăn chơi cá nhân, ta cần thu thập thêm thông tin chứng cứ. Mà ngươi có biết nếu như bị đập thì hậu quả nó sẽ như thế nào không hả? Con biết ạ, con hoàn toàn chịu trách nhiệm. Về đi, ta sẽ cho người điều tra rõ ràng và chuyện ngươi đến sau. Dạ về. Nhiều khi tạo ra ma giả, sợ người khác phá kỷ lục phòng vé. Sợ thiệt. Trong cuộc vui ai cũng là bạn, sau cuộc vui mới biết bạn là ai. Bãi Triều. Chiều coi bộ nhỏ này nó nói thiệt đó. Kiếm thằng đó bụp cho nó ăn chặn. What? Tôn lên. What the f? Bao công, bao công, ta chỉ nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Xin chào cả công đường, tôi là Hot Top Top Cơ 15 củ follow. Mình là mình hâm mộ ý lắm, nhưng mà mình không có nhiều năng lượng. Rồi rồi, biết hâm mộ rồi. Có nhiều 3-4 lượng một clip nha. Cầm 3-4 lượng đó, bà về mua hải sản ăn, xong đó nằm mơ đi nha. Ê, vậy là mày chê đúng không? Chứ còn cái gì nữa. Không chịu thôi, mắc gì thái độ, bỏ follow mày luôn. Tên kia nghe đây, kênh của ngươi mười mấy củ follow. Ok. Nhận quảng cáo giá cao. Ok. Giá cả không hợp lý, ngươi có quyền không nhận. Ok. Nhưng ngươi cũng không cần thái độ như vậy. Ảo quyền lực. Ngươi cũng từng từ nghèo khó đi lên. Vậy cái độ hot của ngươi được bao lâu? Người đâu? Lôi nó ra, cho nó bay màu. 3-4 lượng mà chơi, cả tháng nay không được có được cái quảng cáo nào đâu. Chuyển chiều. Kêu gọi tất cả bá tánh hủy follow nó. Tung lên. Bãi Triều. Bao công, bao công, ta chỉ nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Ủa, kiếm ai vậy cha nội? Ủa, mình nó có đây không vậy? Bạn ông hả tiên sinh? Không có, chắc bạn hoàng thượng nè. Người muốn kiện cáo à? Ủa, là không có con bệnh đây hả? Lô, thấy ông phủ nè. Ờ, biết rồi. Sao, có chuyện gì? Nói đi, tụi ta giải quyết cho. Lộn chỗ xíu làm gì khăn. Vậy mà vô đây nhìn ngó như đúng rồi. Trạm. Ủa sao Trạm? Mấy nay đèn ới gặp hàng này bực mình. Bãi Triều. Xôi. Bao công, bao công, ta chỉ nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. À, hôm nay công đường mời chị Lệ đến dạy thanh nhạc nha. Em thử hát cho anh hai câu đầu đi, anh giả bộ thi phạm cho em biết cái cảm giác nó liền. Ngoài kia mùa đông đã ghê. Ngoài kia mùa đông giá rời. Đã ghê. Giá rời. Giá rời. Em đỡ hơn. Lạc mất lối. Làm sao tìm nhau giữa một trời. Làm sao tìm nhau giữa một trời. Giữa. 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 Em kiểm soát nhịp không ổn lắm. Có nhiều đó cũng không xong nữa. Coi bao công hát nè. Mẹ hát có hồn lắm á. Bao công, bao công, ta chỉ nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Tóc tai của con bị gì vậy? Con đại nhân. What? Con của con cái tóc của con dễ dày luôn rồi nè. Nhà trường có quy định rồi. Sai thì phạt chứ làm sao. Mà sao cắt tóc nhỏ kỳ vậy? Tôi là tôi cắt thiệt xấu, chứ tôi không cắt được tóc vàng. Mà nói vậy mà nghe được á. Sao nghe không được, quy định của nhà trường mà. Không dám đâu, nhà trường nào quy định rồi. Cô giáo cắt tóc học sinh. Cái găng cái tóc là gốc của con người. Mà bà làm vậy còn nói là tóc tay nữa. Tôi là giáo viên chứ bà họ cắt tóc rồi mà cắt đẹp. Mày thích biết không, tôi chọt bây giờ. Thôi. Bà kia, bà biết tội của bà là xâm hại đến cơ thể của người khác không? Tôi thích hớt lem nhem vậy cho nó biết. Mày có tin tôi cắt mày nữa không? Cô giáo á như mẹ hiền. Mà bà làm vậy giống mẹ thiên hạ quá à. Rồi sao? Mẹ mày luôn á chứ mẹ hiền hạ gì? Miên. Hay quá. Miên. Chảm đi đại nhân. Má gì má? Má mày. Dạ. Hương nè, Hương nè, Hương nè. Vô đây chung luôn. Dạ. Hay.
vừa lắm, vừa lắm. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Tế này. Bao ơi. Ai kêu bao bao, hổng vậy bay. Xin giới thiệu với bao đại nhân, tôi là thái giám trưởng. Hôm nay tụi tôi đến có quà cho bao đại nhân đây ạ. Đây là hàng loại 1 nè, hàng xách tay á. Này hàng loại 2 nên vác lên vai. Hey, dữ mánh rồi đại nhân. Nó tặng đại nhân nguyên cái bao chà bá luôn. Ý, bao gì đẹp vậy? Dạ, túi xi lóc đó đại nhân à. Ừ, xi lóc bãi đỉnh. Đây là bao gì vậy thái giám huynh? Đây là một hồi hương hạng. Tụi tôi đem bên bển về á. Ngon lắm. Cái bao bột mì này nặng hơn trăm tạ, giá hơn trăm tỏi. Mong bao đại nhân nhận cho. Các ngươi định bôi trơn cho bao đại nhân đó à? Không đủ đâu. What? À không, không dễ đâu. Các ngươi có biết làm như thế này là phạm luật của triều đình không hả? Ủa sao tụi bay qua được biên giới? Tụi bay không sợ bị bắt hả? Có gì đâu, bị bắt nó không biết là xong chứ gì. Giờ đinh qua mệt quá rồi, lấy không? Không lấy đinh về à? Nói vậy em nghe được à? Triều đình không trị được các ngươi thì để hai phong phủ ta trị các ngươi. Người đâu? Chạm hết cho ta. Bao đại nhân ơi, bao đại nhân, em tặng bao đại nhân cái kem đánh răng này. Bao đại nhân đừng có chạm em nha. Người đâu? Chạm nó đầu tiên. Nhớ lấy cái kem đánh răng cho ta. Bãi đường. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Hôm nay nha con. Ây da, anh sao vậy? Con có, hạ đi chú. Anh làm gì vậy? Hả? Dạ, nhưng mà hả nó đi chú. Anh biết gì? Để tôi làm việc. Có chuyện gì vậy Chiêu? Cái gì mà lôi kéo kéo tùm lum vậy? Dạ, thằng này nó cứ cản tôi đưa bé này về làm việc à. Mày bỏ tay ra coi. Bà đại nhân không biết rồi. Nhỏ làm việc cực khổ, mà nó đang bệnh nữa. Ủa, đâu bệnh gì đâu. Tôi nói gì hồi để thả con ra. Thôi, ta hiểu rồi. Thật ra chuyện Chiêu chỉ muốn điều tra đường dây, chăn dắt những đứa trẻ thổi lửa ngoài đường thôi. Dạ đâu có, mấy đứa nhỏ này nó tự nguyện lắm á. Ai nói tự nguyện vậy? Sao ngươi biết là tự nguyện? Ngươi biết ở cái độ tuổi này là tuổi ăn, tuổi học, chứ đâu phải ra đường thổi lửa, mua vui cho mọi người. Vậy mà không hỗ trợ còn cản trở nữa. Vậy mà tức cái là rất là đông người cứ lôi kéo nhỏ đi, không có ai hỗ trợ hết. Thử con cái các ngươi bị chăn dắt làm trò mua vui, cảm giác của ngươi ra sao? Ngươi có sót không hả? Dạ thấy bình thường hả? À. Chảm. Ủa sao chảm? Bình thường mà. Bãi được. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Thì xài app hẹn hò, ngày hẹn hai ba anh, giả bộ đi taxi về, mà mình nói là không có năng lượng mà, rồi mấy anh đưa năng lượng cho, ngày gặp hai ba anh cũng được mấy củ lặng á. Rồi rồi, bãi nào cũng có cái dấu răng của ông nội nè hết trơn á. Có mấy anh nice lắm, đưa 5 xị năng lượng lặng á. À, hàng gì bữa mượn tôi 5 xị nha. Cô có biết cô làm như vậy là sai hay không? Cô không nên làm như vậy. Ủa, hay làm gì bình thường mà. Làm như vậy là cô đang lợi dụng tình cảm của những chàng trai tốt như tôi tao. Tập trung. Đã vậy cô còn tuyên truyền những điều không tốt trên mạng xã hội. Người đâu? Chả bãi được. 5 xị ngân lượng ngay. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Ai ăn bún đậu mà nghe mùi bún tôm dữ vậy bay? Khai phong phủ của mình mới vừa bị chọi mắm tôm trước phủ đó đại nhân. Đã vậy nó còn trộn sơn với trứng gà ung không biết sao chùi luôn rồi đại nhân. Ai làm kỳ cục vậy ta? Tôi nè. Tôi xin đầu thú. What? À, tôi là cái người mà mấy người nói nãy giờ á. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Kệ, hỏi hoài mấy người giam tôi đi. Nhưng phải có lý do gì ngươi mới làm như vậy chứ? Khai phong phủ của bọn ta đã làm gì có lỗi với ngươi hả? Không. Khai phong phủ đó giờ xử đúng người đúng tội. Vậy tự nhiên làm vậy rồi ra đầu thú. Mày ghẹo gan tao hả? Hỏi hoài, thôi mấy người bắt tôi đi. Có chơi có chịu. Bắt đi. Thấy người phạm lỗi mà cũng biết nhận lỗi. Có tinh thần, ta chỉ hiển trách. Với lại lúc nãy có người bảo lãnh. Thôi ngươi về đi. Năn nỉ mà giam tôi đi. Thôi em bảo lãnh rồi về đi chồng. Năn nỉ mà giam tôi đi mà. Về lẹ đi chồng, ở nhà còn đóng đồ chưa giặt, đóng chén chưa rửa, con thì chưa vô uống sữa nữa. Đứng đây hoài. Thôi đại nhân cho tôi về chẳng khác nào chạm tôi. Anh nói vậy hả? Thôi về nhà lẹ em cho nè. Giờ thì ta hiểu tại sao ngươi muốn ở đại lao hơn là ở nhà rồi. Thôi, tính ra tội ngươi cũng nhẹ. Ta phạt ngươi về nhà ở với vợ như bình thường. Bãi được. Chồng con xỉu rồi đại nhân, để hô hấp nhân tạo cho ảnh. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Bấm đại nhân, con là gấu chó. Hả? Chạm. What? Ủa vợ, nghe cái tên thấy ghét. Hay. Bấm đại nhân, con là luân gấu. Chạm.
Ủa sao ông chạm mấy thằng này vậy? Nghe tên gấu 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 ông chạm à. Bẩm đại nhân, con không có làm gì hết á, mà sẽ hỏi cứ buông hoài à. Hả? Người tên gì? Con tên là Béo Đầu Gấu. À thì ra là cái thằng đi sự kiện mặc đồ đéo giống này. Hỏi thiệt nha, mày có biết quê không? Đi sự kiện ké mà mặc giày đã không xinh đẹp, xin hãy bình thường. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Đáp. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Báo đại nhân coi cái bài nè, bà rút thăm trúng thưởng mà không có trúng, bà cứ đòi quà con hoài à. Mọi người nhìn giùm tôi đi, đây là số mấy? Số 1. Vậy mà cái thằng nhân viên này nó nói số 7. Ủa gì kỳ vậy? Trời, cái này số 7 nè, nhìn số 7 nè, thấy không? Tại cái đầu nó bị mất chút xíu thôi. Vậy giờ tôi hỏi là cái giải này có không? Chuyện này là sao? Bẩm báo đại nhân, là treo giải thưởng vậy đó, chứ không có quà. Má là bạn súng nhăn, chắc tôi dứt mày cay quá. Chiều, chuyện có đúng như vậy không? Trời ơi, tôi chạy chương trình này 18 chi nhánh rồi, làm gì có số 1. Bà này thấy không, bóng bóng ra số 1, thấy bà xạo không? Trời ơi, nó lừa thêm mười mấy chỗ mà tự hào ghê chưa. Thằng này chắc cho một vé về tuổi thơ học lại quá. Công Tôn, cho hắn học điếm lại cho ta. Dạ rõ, số này số mấy? Số 3. Số này? Số 6. Số này? Số 9. Số mấy? Số 1. Mày hiểu vấn đề chưa? Hiểu rồi, số là có là số 1. Hiểu rồi thì trả. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Đại nhân ơi, con đang nằm giọng vô cụm điện thoại con rồi, quất con cái chát ơi, mình vừa còn nghe rồi nha, giờ sưng rồi đấy luôn. Bà có thấy mặt tên đó không? Hôm nay quất cái chát ơi, không hay hết luôn. Vậy có gì làm bằng chứng không? Gửi mail rồi, đại nhân coi thử đi. Tán một cái ở tận Bình Dương còn nghe cả chát. Mắc dạ nha. Xin lỗi, xin lỗi, Dương Duyên. Chuyện chiêu, kiếm hắn. Rõ. Mượn cái điện thoại chút xíu là phải ghê. Trả nè. Xong. Về à. Thiếu mày. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Thiếu đủ gì cũng trả xong rồi. Bà kia, về đi. Ok, vậy tôi về à. Tôi xong rồi, vậy tôi về luôn à. Chưa. Tội của ngươi là cấm điện thoại người ta. Còn tác động vật lý nữa. Ngươi đâu? Trả, phải đường. Mượn điện thoại coi lại clip đây. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Em thử hát cho anh hai câu đầu đi, anh giả bộ thi phạm cho em biết cái cảm giác nó liền. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai đã quên bao cơ thể. Nô Phước Thịnh không có chỉ ngón tay vậy. Nô Phước Thịnh lúc nào cái tay cũng vậy nè. Một giờ đi trong tiếc thương. Em kiểm soát nhịp không ổn lắm. Làm sao xóa đi bao vết thương dấu trong lòng anh. Dấu trong lòng anh. À, 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 dạ. Phải coi cái đó. À hiểu rồi. Giấc mơ nhạt nhòa. Giấc mơ nhạt nhòa. Nó phải ngừa. Về tập đi. Ừ. Chạp. Màu hè ghê vậy. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh.